khi về Văn Lang, tôi bắt đầu xây dựng cái chương trình đào tạo đặc biệt, tạo cái cơ hội cho sinh viên khám phá bản thân mình. Các em học một cái chuyên ngành chính, quan hệ công chúng chẳng hạn. Và nếu như mà các em học một ngành phụ về tâm lý học thì cái cộng hưởng của hai ngành này nó sẽ tuyệt vời hơn. Các bạn rất là năng động. Thật sự là tôi rất là hào hứng khi tham gia giảng dạy cái lớp này, vì các bạn biết mục tiêu là mình học để mình làm cái gì. Hàng năm đó thì hàng trăm ngàn sinh viên Việt Nam đi du học ở các nước. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một cái số rất nhỏ so với tổng số sinh viên có cái nhu cầu học tập chất lượng cao. Do đó mà tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam đó, có thể tiếp cận được cái nền giáo dục tiên tiến. Ban lãnh đạo Văn Lang đang ra một cái chương trình tiếp theo là cái chương trình đào tạo đặc biệt. Chúng tôi chắc chắn sẽ tạo ra một cái lứa sinh viên rất là khác biệt. Bạn bận cái áo dài, cái áo sơ mi hay là cái áo vest thì nó cũng chỉ là cái áo, con người bạn cũng chỉ là vậy. Cái sự khác biệt ở đây là cái thay đổi trong con người. Sinh viên đó sẽ thấy mình thay đổi như thế nào sau một thời gian, tôi cho rằng một năm. Và chính những cái thay đổi ấy, cá nhân cái người học sẽ thấy cái sự khác biệt và cái sự đặc biệt của cái chương trình.